xoay kìa chứ. Vâng, 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 vâng. Lại gì nữa đây? Dạ không ạ. Ôi, con mụ thắm. Mày đi ra ngoài bảo với bà là tao đi có việc rồi, không có nhà đâu, nha. Chào cô ạ. Mẹ mày đâu rồi? Mẹ cháu vừa đi có việc rồi. Ai có việc, mỗi mấy chục triệu mình nhẹ lên này. Tao có nghe mẹ bảo anh ấy cho cô, nghe chưa? Vâng. Vâng, vâng. Thôi, Tết này lại có mỗi hai mẹ con ăn Tết rồi. Bố mày vừa điện bảo bận, không về được. Ơ, à, mà mẹ mới đổi điện thoại à? Không mười một của mẹ đâu. À, to quá, đang cầm khó chịu bỏ xử á. Nên là bán mẹ đi rồi. Nhà ai đấy? Ê, đồng chùa, cầm lấy mà đi sắm sửa. Không Tết nhất lại cứ mặc mỗi cái bộ báo bụng này trông nhớ cả mắt. Mà này, nhớ đi chắc cái tóc cho nó bằng cái đầu đi. Vâng. Tóc tai thì bồn sơ lơ, trông chả làm sao cả. Vâng, có biết rồi. Báo ơi! Báo! Thì sư cái thằng này nữa, đã nói như thế rồi mà vẫn đi. Thổ ốc thì bừa hộn, suốt ngày nó cứ bảnh ra thôi. Mẹ chồng cái phòng khác thì cái chủ lợn không có chứ. Đấy, trời với bời, khỏe lắm vào rồi ốm nó chả sốt. Còn cái cái mãi không được, lì 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 lắm cơ. Biêu ơi, Biêu, Biêu, chị Mai à? Sao đấy chị? Chả cũng cái chổi này. Ở chị cứ để ngoài cửa cho em. À, nó không muốn cho thằng Báo đi làm đấy à? Đâu, nó chả ơi, gì đâu mà biết đâu. Có vẻ nó đang làm cái gì shipper giao hàng gì đấy đúng không? Trời ơi, chắc chị nhầm với ai chứ thằng Báo nhà em lười như hủi ra. Nhầm sao được mà nhầm? Cả nước này mới có một thằng Báo kẻ mắt thôi. Mới hôm qua tôi đi chợ, tôi vừa
Rồi mà mày không về ăn cơm à? Hả? À, con đang đi ăn lẩu với bọn thằng kia rồi. Mẹ cứ ăn trước đi nhá. Chà mày nữa, lẩu nó ra nhanh nhách thì kìa. Ai mà vứt cái cành gì to đẹp quá nhỉ? Thôi đi vào trong nhà đi. Chà, xem có cái loại trong nhà nào. Như phết nhỉ? Cái này mà cắm đến ban thờ thì vừa đẹp. À, nãy con đi chơi về qua cái đoạn đường đầu khu nhà mình ấy, thấy có ai đánh rơi một sấp tiền luôn là mẹ này. Ui, mày cầm đi. Ui, mày thế nhỉ? Vâng, mày ghê nhỉ mày nhỉ? Tết này mẹ con mình ấm luôn. Nào thì mẹ xin, nhưng mà còn tiền này thì để mẹ trả lại cho người đánh rơi nha. Ơ, mẹ có biết ai rơi đâu mà đòi đem trả. Mà con nghĩ kiểu này chắc không phải người gần đây đâu. Vì nếu mà gần đây thì người... Đây, ta... mẹ trả mày. Tiền mày cực khổ làm ra, sao mẹ lỡ tiêu. Thế ra là mẹ biết hết rồi à? Mẹ đến một, mày... hai, ba. Lần sau có gì phải nói chứ. Nhà có mỗi hai mẹ con. Nhớ là mày xảy ra chuyện gì thì tao mới làm sao. Nụ cười thì con cũng định là cha mày thì đâu mà xem có sốt không nào. Thế lần trước ngã thì có chảy xước gì không hả? Có ạ. Đâu đâu ở xe mẹ. May là con có tí võ chứ không thì xòe cả người rồi đấy mày. Mà rồi mẹ cứ cầm đi, cả tiền đợt trước mẹ cho vẫn còn nguyên si đấy. Lấy một ít thì trả cô thắm, còn lại thì hai mẹ con mình cũng phải đi sắm sửa Tết nhất cho nó trọn vẹn chứ, đúng không? Ok, thì mày đi thay quần áo đi, rồi hai mẹ con mình đi sắm Tết nha. Let's go. Ngu
Trời ơi. Nghiêm ơi, Nghiêm, dậy lâu dãi đi. Ngủ kiểu gì dãi thức bầy nhảy ra kia kìa. Trời ơi, anh cứ mang ra chỗ khác đi. Em mới ngủ dậy có lắc xấu xí đó. Ôi, với anh, em lúc nào cũng đẹp vãi. Ôi trời ơi, mình tưởng con mẹ là mới trốn chạy ra chứ. Mà sao tự nhiên hôm nay nổi một nhúm mụn ở cằm thế kia. Đấy, cho chừa, ai phải thức khuya lắm tao. Chết rồi, giờ sao? Đây, dùng cái gel giảm mụn của nhà Santa Gift này đi. Em này có kết cấu dạng gel lỏng nên là rất dễ thẩm thấu vào da. Thành phần chính của em nó bao gồm salicylic acid, niacinamide giúp giảm thâm và làm sáng da, zinc oxide hỗ trợ làm giảm mụn viêm, hạn chế bã nhờn. Chưa hết, chỉ số chống nắng là SPF 30 nên còn có thể dùng được cho cả ban ngày nữa đấy nhá. Nhớ, dùng thường xuyên để giảm mụn đấy, được chưa? Biết rồi. Sao đến muộn thế? Khổ quá, vừa vòng về cất đồ nữa. Tết nhất nên là lắm việc vãi. Công nhận nhà tao cũng đi cả cái Hà Nội mới sắm được con 5 bộ vừa mắt. Phụ kiện giày dép các thứ còn chưa cả mua đủ nữa. Tết có 3 mùng thôi mà mày mua gì nhiều. Mẹ ơi, còn mùng là còn Tết, còn Tết là còn diện chứ. Mà cứ thiếu hết cái này đến cái kia, bực ghê. À mày ơi. À đấy, quên không đặt định làm móng, mày đợi đâu tí. Alo chị Linh à, ngoài 2 năm chị còn chống hôm nào không? Quầy em không biết đâu, chị làm nào làm. Nhất định phải lấy chống cho em một hôm đấy. Không còn móng mới chắc em không dám ra đường luôn mất. Không sao, em trả gấp 3, gấp 4 được chưa? À rồi, chị nhá, có gì nhắn em luôn đấy. Móng mày mới làm hôm qua thôi mà. Tao thấy xấu quá nên tháo sự ra rồi. Ủa mà nãy mày định nói gì thế? À tao định là... Khoan, ông Hoàng chủ salon gọi. Alo em nghe anh ơi. 24 thì xa Tết quá, em sợ làm sớm nó xấu mất. Chưa giao thừa em qua là vừa đẹp. Ok, thế nhá. 30 mà mày vẫn đặt định làm tóc được á? Chà, salon ông ấy đang thuê mặt bằng người ta mà. À Trinh này, tính hỏi cái này đúng không? Tinh mắt đấy, mới mua nha. Body Miss Shiny, mùi cool girl like me. Thơm từ 4 đến 6 tiếng mà chai thủy tinh luôn nha, xịn xó ha. Mà mày cũng mua lấy một lọ về dùng đi. Năm mới năm mẹ thơm tho cho cả năm may mắn. Tao cũng muốn thế mà tao không có tiền. Hay mày cho tao vay tạm ít được không? Qua Tết tao trả. Mày cứ đùa, không mua thôi ai bắt đầu. Tao muốn vay thật, năm nay công việc làm ăn của tao nó không suôn sẻ. Trời, lần nay mày hẹn tao ra đây là để vay tiền đó hả? Hai, sao mày không nói sớm? Tiền tao vừa cọc làm tóc làm nail hết rồi. Giờ tao cũng chả còn đồng nào mua đấy. À, nãy mày bảo chưa mua được quần áo cho 5 mùng còn lại đúng không? Thế thì mày có thể cho tao vay tạm cái khoản đấy. Nói chơi với mày vậy thôi chứ tao mua quần áo mặc có 5 mùng thôi à. Chứ còn là mùng 6, mùng 7, mùng 8, mùng 9, mùng 10 là tao mặc lại á. Vậy à? Tiếc ghê. Để năm sau nha. Năm sau tao cố gắng mặc 4 bộ thôi. Rồi còn lại tiền tao cho mày vay ha. À thôi chết rồi, tao nhớ ra là tao chuẩn có việc mất rồi. À tao vậy trước nhá. Alo, đơn nào à? Body Miss Shiny à anh? Dạ anh cứ ném thẳng vào nhà giúp em nhá. Lát em chửi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Úi trời ơi, lắm nghề quá. Các cụ có câu ấy, một nghề thì sống, giống nghề thì chết đấy. Dạ thế để em chết luôn đi, chứ sống mà không có tiền cũng chả thiết tha gì chị ạ. Nãy đang đi chợ nhá, hửi thấy cái mùi này cái là quay luôn đầu xe phi ngay vào đây đấy. Khiếp, thì đúng là ông trời không lấy hết của ai cái gì chị nhỉ. Lấy mắt của chị cái duyên mà bù lại được cái mùi thính quá. Thế em sao chưa rồi mà chị không về cơm nước cho chồng cho con? Chị! Rồi ơi, ai có chân có tay thì tự đi mà nấu chứ rảnh nữa mà hờ. Dạ, ui thôi chết tí quên. Đấy chị em thử đi rồi có gì góp ý cho em nhá. Thật ra tôi cũng không khoái mấy món này lắm đâu, nhưng mà chả lẽ cô mời không ăn thì nó lại vô duyên đấy. Món này là heo hay bò à? Dạ lợn chị ạ. Thế cô bán bao nhiêu một túi để tôi giới thiệu cho cả họ ủng hộ. Em bán túi nửa cân là 200. Cô nói thế nào chứ, cái tạp hóa của cái con bân xỉu ấy nó bán có 150 cả cân mà bò xịt thành ho nhá. Bò gì thế chị? Nó bảo bò Nhật Bản. Cô ba cô má gì đấy, người trên núi Phú Sĩ mà. Bò Nhật mà rẻ quá chị nhỉ. Rẻ chắc nó bán vì đam mê thôi chứ tiền bạc nhà nó thiếu chó gì. Mà này, không chỉ ngon đâu nha, còn tốt cho tiêu hóa nữa. Mấy hôm vừa rồi tôi bị táo bón ấy, thế mà ăn bò nhà nó xong ấy, sáng giờ tôi đi được 4 lần rồi đấy. Mà cho chị em tôi nói thật nhá, cô bán như này là quá đắt, ăn lãng nhiều thất đức đấy. Dạ em là con người vật chất sống thực dụng nó quen rồi chị ạ. Lắm đức mà để cho con cho cháu
chết đói thì cũng thôi. Chết, nãy giờ quên không góp ý. Cái này tôi thấy là vẫn hơi nhạt đấy. Đáng lẽ cô phải cho thêm mayonnaise này, tương cà, mù tạt nữa thì may ra mới vừa mồm. May ghê, chứ mà vừa mồm chị thì nãy giờ chắc còn mũi cái mâm. Cửa khéo đùa. Em không đùa. Thế xong cho tôi gói một ít mang về nhá, để cho thằng chồng đi lên mấy đứa con nó nhai thử. Dạ. Không. Mua đi chị. Thế phải cho em thử, ngon thì mới mua chứ. Thế chị thử rồi đấy, ngon không? Cũng ngon. Chị biết đi đây. Béo ơi, Béo. Ủa rồi đấy. Chào bà Béo đi con. Mình chào bà Béo. Bà chào cô Minh. Cô Minh đi đâu về thế? Dạ cháu, hai bà cháu vừa đi siêu thị để mua ít bánh kẹo Tết. Bình thường ấy là mỗi năm tôi hay order mấy cái bánh kẹo của Mỹ, Pháp, Italy để ăn cho nó lạ mồm. Dạ. Ấy thế mà năm nay nó lại không phải G-Sheet nữa, nên là thôi, nó chả thèm đặt nữa. Chạy ủ ra siêu thị để mua cho má cô Béo ạ. À thế à? Bà điêu vừa. Ôi cái thằng này, năm nào con qua nhà bà cũng toàn kẹo ngô với kẹo lạc, chán ơi là chán ra. Mà nãy bảo đưa con đi chợ mà, có phải đi siêu thị đâu. Mày đúng là khu nhà dạy chợ. Mà thế kẹo ngô kẹo lạc thì lại làm sao nào? Để nhà không có bánh kẹo mà ăn Tết ấy. Đây, nhưng nhà bà Béo này làm gì có cái gì đâu. Này, ai bảo chị là nhà em không có gì? Nhìn đây. Con mua ăn bánh Tết của ăn cùng bà Tuyết. Uầy, có đùi gà rong biển nhá. Đùi gà phô mai này. Khô bồ à. Khô gà. Bim bim mái tôn. À bim bim mái ngói. Chưa hết, còn được tặng thêm hai bình dương, một đôi chín bút, một bao lì xì nữa nha. Đó, việc gì phải ra chợ chen chúc cho nó mệt người. Cứ việc làm nhà order thôi mà là có nguyên một combo đầy ứng. Mà giá thành những siêu hợp lý như thế này rồi. Đã ăn vặt đi thì phải ăn cùng bà Tuyết chứ. Bà ơi, mấy đứa bạn trong lớp con đứa nào cũng thích ăn đồ ăn vặt bà Tuyết hết á. Mày im. Thế cô Béo cho hai bà cháu tôi nhai thử xem vị nó như thế nào nhá. Vâng, chị với cháu cứ tự nhiên. Chính à. Ôi kìa, chả đồ ăn vặt đó. Anh ơi. Mày ăn kiếp rồi à, giờ người à, rồi hơi không có việc gì làm cái gì mà. Ok á, đang quay cặp đôi cặp bộ để đăng lên TikTok mà. Anh diễn đi chứ, không được cáu. Nào, lại nhá. Anh ơi. Anh ơi, để mà làm hỏng mất cái ba bê của anh rồi. Vậy, đồ đứa thế nào? Bảo bao nhiêu lần là giết nhẹ thôi. Thêm đưa vào mồm nhai à? Trời ơi, đang quay video mà. Đây, đã sứt mẻ miếng nào đâu. Thôi trồn lên. Nào, quay lại nhá. Anh ơi, bé mới làm hỏng mất cái ba bê của anh rồi. Mình không sao, anh quan trọng gì mấy cái đấy. Mà chính ra như thế lại hay ấy chứ. Anh đã phải hút nữa, càng đỡ hư người em ạ. Anh ơi, anh em vừa bị ngã xe xong. Uầy, chị cái xe có trước hay là hỏng hóc gì không? Mấy em ơi, đi bảo dưỡng ngày hôm qua xong. Ta bảo cầm xe thì đi cho cẩn thận nữa mà. Đang quay, báo ơi là báo. Ta đi, quay lại. Mất thời gian nữa. Anh ơi, anh em vừa bị ngã xe không? Thằng nào ba mẹ em đến đây cũng chặt mẹ đi. Em đứng yên đấy, để gọi xe dừng nằm 45 chỗ để chở em đi bệnh viện luôn. Tí quay mà em bảo là anh ơi em đói quá thì anh phải làm sao? Anh nói như nào nào? Thì em tìm cái gì ăn đi nhé. Ê, cô dừng nói thì chó nó xem à. Đã lên video ấy thì anh phải diễn cái nét bản tai quốc dân ấy. Anh phải làm thế nào để cho mấy cái đứa con gái khác nó nhìn vào, nó phải ganh tị, thèm thuồng với em. Vì em có được thằng người yêu tinh tế vãi, hiểu chưa? Thế nói như nào? Anh phải hỏi là, thế bây giờ bé thích ăn đồ Nhật, đồ Hàn hay là đồ Thái? Yêu giải thế. Thế mới gọi là tâm lý chứ. Nào, học thuộc đi. Thế bây giờ bé thích ăn đồ Hàn, đồ Nhật hay là đồ Thái, để anh đi mua cho bé nhé. Đấy, có thấy không ạ? Cấm được vấp đi, không lại quay đi quay lại, mẹ bỏ mẹ ra. Biết rồi. Lên xem video cút được bao nhiêu tin. Chơi không? Chơi anh sao nè. Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Máy 14 bấm nhẹ đi nhá. Máy 14 ơi, bấm nhẹ thôi. Vâng, em bấm nhẹ mà. Ê, chúng mày tao mới tìm ra được trò này vui cực. Ôi, vẽ con chẳng dễ thế mà còn không đoán ra. Hả? Cướp luôn. And it won't be got a me. And it won't be got a me. Từ khóa là xe máy à? À, thế thì có hai bánh ngay. Chúng mày cũng đang chơi WePlay là gián điệp à? Ừ. Mày, tao đang định rủ lúc này, đợi tí chơi chung với. Tải ngay WePlay là gián điệp để cùng chơi. Trời ơi, ganh tị ghê. Gì nữa? Anh này anh tổ chức sinh nhật bất ngờ cho chị người yêu làm chị khóc quá trời luôn á. Hả? Nhìn người yêu người ta làm này làm kia mà phát han. Còn người yêu mình thì... Này, có phải anh chưa bao giờ tỏ bất ngờ cho em không? Nhớ kỹ lại đi, sinh nhật năm ngoái. Ta-da! Tặng em này. Uầy, đẹp thế. Anh chọn mà. Thế nhưng mà anh mua có đắt không đấy? Mua cho công chúa của anh thì đắt rẻ quan trọng gì. Có đắt không? Lúc đầu là 520.000. Nhưng mà mấy cô bán hàng chắc là thấy anh đẹp trai quá nên là giảm còn 500 thôi. À, trời ơi, anh chùa tiền à? Nhưng hôm trước em bảo em thích. Em bảo là em thích cái bó ở trên sọc pè. Có hơn 100.000 một bó thôi. Chưa kể là ai đã giảm giá mà còn được giảm mấy chục nghìn nữa. Huy ơi là Huy. Nhưng anh cũng được giảm giá mà. Vẫn còn mở mồm ra nói thế được. Không biết nhục à? Ha? Từ sau né ngay cái hàng hoa này ra ngay chưa? Trời ơi, giờ nhìn cái bó này mà tôi phát bực luôn đó Huy. Em ơi. Hả? Ủa, anh biết là này nấy bé bị chua nên anh mua cho bé đây. Nhưng mà, hey, hey, định hỏi là có rẻ không chứ gì. Em yên tâm, ăn cử mùi 3 trong 1 nhà Hobby Bar, giá thành siêu hợp lý nên anh quất luôn cho em 3 lọ để về dùng dần ấy. Vừa ngăn tiếp mồ hôi, lại cử mùi, còn giúp nách trắng sáng hơn nhờ thành phần niacinamide. Không những thế, công thức cải tiến của lăn khử mùi Hobby Bar gần giống với công thức của thương hiệu nổi tiếng Fresh của Pháp nên hiệu quả ngăn tiếp mồ hôi tăng thêm 50%. Ngoài nách ra, nó còn lăn được ở cổ, vai và tay nữa. Đó, đúng ý em chưa nào? Cầm đi. Ủa? Rồi dùng chừng nào mới hết hả Huy? Hả Huy? Đây, thế còn muốn bất ngờ nữa không? Muốn, nhưng mà bất ngờ phải đúng ý em chứ. Ôi trời ơi. Còn lại mày à? Tôi màu đỏ, bạn màu xanh, cùng diễn xuất nhé. Tối nay em có bận gì không? Chẳng là hôm nay tôi khá rảnh nên tôi cho phép em được đi ăn tối cùng tôi. Không được từ chối. Đây là máy lạnh. Em dám không nghe lời thì sao? Thôi, không cần phải đi làm nữa. Ở nhà đi, tôi nuôi em. Tôi bắt đầu thích em rồi đấy. Từ bây giờ trở đi, em chính thức trở thành người phụ nữ của tôi. Biết chưa?